Xin chào các bạn, thì hôm nay bên mình sẽ làm clip hướng dẫn dán miếng dán PPF cho màn gập của tất cả các dòng điện thoại có trên thị trường hiện nay. Thì đối với miếng dán này, bên mình gửi đi cho các bạn sẽ kèm đầy đủ bộ dụng cụ như ở đầu video các bạn có thể thấy. Trước khi dán thì mình có thể lau khô bằng lau màn hình bằng giấy ướt, xong rồi dùng giấy khô lau qua lại cho sạch. Đấy, các bạn chú ý là vệ sinh sạch mặt bề mặt miếng dán. Đấy, xong mình bóc cái lớp đế ở dưới miếng dán ra, rồi mình lấy hai cái tờ giấy ở miếng dán bụng mình dán vào hai đầu. Đấy, miếng dán này thì cân chỉnh thoải mái. Đấy, bên dưới thì vẫn có lớp định vị cho các bạn dễ dán. Time.